Chào mọi người, chào mọi người trên diễn đàn. Dạ. Cái tin này là tôi đưa là tin hot, mới trong vòng chưa tới 24 tiếng đồng hồ. Vâng. Tôi muốn hỏi A Quy một cái vấn đề này. Theo như là các trang tin từ ở Hoa Kỳ và coi như ở Nửa Vòng Trái Đất TV và các trang tin của các ở Hoa Kỳ đưa tin thì là hiện nay á là coi như chính phủ Đào Minh Quân thì ông Đào Minh Quân coi như đang trốn, coi như trốn rồi, đóng cửa các coi như văn phòng liên quan đến bà Angela Phan. Đấy, còn hiện tại thì có một cái tin rất hot nữa là có một cái chính phủ mà do một cái nhân vật tách ra từ chính phủ của ông Đào Minh Quân, tức là Nguyễn Thế Quang, coi như là tự xưng là một cái tổng thống, coi như của một cái chính phủ người ta gọi là chính phủ quốc gia Việt Nam Lưu Vong. Đây là tôi có cái ảnh đại diện của Bộ Thông tin tuyên truyền của cái chính phủ quốc gia Việt Nam Lưu Vong. Việt Nam Lưu Vong. Đây là nhân vật này mới đảo chính. Nhân vật này là mới đảo chính. Coi như là có cái tên là Tổng thống Triệu Vũ. Thì là mới đảo chính cái tổng thống trước mà tách ra khỏi cái chính phủ của ông Đào Minh Quân. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Đào Minh Quân. Và thì tại sao coi như là cho mình hỏi là tại sao mà có như có 2 triệu người hơn 2 triệu người gì đó khoảng cỡ đó ở Mỹ mà lại coi như là có lắm chính phủ như vậy, chính phủ của ông Trần Dần này, chính phủ của ông Phan Đình Nhơn này, chính phủ của coi như tất cả rất là nhiều. Đào Minh Quân này, chính phủ Triều Đại Việt này, Triều Đại Việt này, Triều Đại Việt của Ngô Hùng này, Triều Đại Việt chính là cái chính phủ coi như quốc gia Việt Nam Lưu Vong, có cả Bộ Thông tin tuyên truyền đàng hoàng. Coi như tôi đưa lại cho các bạn xem cái hình ảnh của tổng thống mới Việt Nam Cộng Lưu Vong. Đó. Thêm tổng thống nữa. Tiếp. Đó, đây là tổng thống mới. Vậy thì tại sao coi như ở nước Mỹ mà lại nhiều coi như tổng thống như vậy? Đó. Quá nhiều tổng thống luôn. Mà nếu như giả sử như mà Quy đừng có lo coi như Cộng sản Việt Nam chỉ có độc đảng thôi. Mà coi như là cứ lo coi như Cộng sản Việt Nam lại coi như theo Trung Quốc, mà trong khi đó Trung Quốc thì coi như hiện nay là một nước phát triển coi như là thứ nhì trên thế giới. Vậy thì coi như A Quy coi như xem nào về coi như lo cho cái chính phủ Việt Nam chính phủ như... không, A Quy là quân của ông Đào Minh Quân, tức là chính phủ Việt Nam lâm thời. Đấy, đúng rồi, nhưng mà hiện nay là ông Đào Minh Quân cũng đang trốn rồi. Nửa Vòng Trái Đất TV coi như là người ta đến tận văn phòng của bà Angela Phan, tức là cái kẻ mà coi như mới bị kết án tù 14 năm coi như ở Việt Nam đó, ở cái cách đây chừng cỡ khoảng chưa tới tháng đâu thì coi như là đã bị kết án rồi, và ông Đào Minh Quân thì đang trốn rồi, coi như là phải bỏ cái văn phòng đó rồi. Đấy, còn hiện nay thì mình thì các vấn đề về kinh tế rồi cái gì đó liên quan đến Trung Quốc thì mình cũng rất là hứng thú, nhưng mà hiện nay thì những cái vấn đề mà rất là hot và rất nóng ở trên thế giới, mà nhất là ở Hoa Kỳ, liên quan đến những cái chính phủ mà coi như của ông Đào Minh Quân, hoặc là những cái mà đang về để phá hoại coi như tuyên truyền chống phá Việt Nam ấy, thì nó lại còn hot hơn. Đương nhiên là nó phải hot hơn, và nó có cái liên quan đến cái an ninh trật tự coi như an toàn xã hội ở Việt Nam, thì chúng đấy là những cái tin rất là hot. Thế cho nên là chúng ta coi như cần phải hỏi và để xem xét xem cái vấn đề này nó là như thế nào, và những người ở trong đất nước Việt Nam này chúng ta có nên tin vào những cái chính phủ đó không, có nên tin coi như để xuống đường biểu tình hay không, hay là như thế nào đó coi như là để chúng ta ở mục tiêu ở đây chúng ta là muốn là coi như cái đất nước này lúc nào cũng bình yên, và coi như không nên để những cái tình trạng mà coi như bất ổn cho xã hội. Chứ còn những cái chuyện mà liên quan đến kinh tế Trung Quốc các thứ thì cái đó đã có Đảng Cộng sản Việt Nam lo, người ta coi như có đầy đủ những cái chính sách mà rất là uyển chuyển và rất là mềm dẻo, uyển chuyển đấy, để người ta có thể là đối sách với Trung Quốc hoặc đối sách với Hoa Kỳ, đối với hơn 180 nước hiện nay Việt Nam đang coi như là ký kết làm ăn rồi ký kết coi như là ấy trên chính trường quốc tế. thì cái đó thì nhà nước người ta lo rồi. Nhưng mà còn những cái việc mà coi như là nó đang rất là hot, nó liên quan đến cái an ninh trật tự coi như là của Việt Nam, coi như là nay người nọ xuống đường, mai người kia kêu gào xuống đường, thì chúng ta coi như là làm phản biện cái vấn đề đó là vấn đề sát thực hơn, coi như để coi như những người dân trong nước sẽ người ta hiểu về những cái chính phủ đó. Có mấy cái chính phủ đó mà mình thấy là dưới thời Việt Nam Cộng Hòa ấy, thì coi như là đã coi như là cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là luôn luôn đảo chính, luôn luôn coi như là giết hại lẫn nhau, đồng đội lẫn nhau đấy. Thế mà bây giờ coi như là đi ra nước ngoài rồi cũng vẫn lại tiếp tục coi như đảo chính. Đấy, thì cái vấn đề là mình muốn hỏi AQ ở cái vấn đề đó. Thôi thì mình hỏi thế là xong rồi. Thế coi như là vâng, cũng để mọi người thấy rằng cái sự thật về các cái chính phủ coi như tự xưng ở coi như nước ngoài nó có cái tốt đẹp gì đối với cộng đồng người Việt ở hải ngoại, và có tí gì tốt đẹp với cái đất nước Việt Nam này hay không? Wow. Một cái thằng Việt Nam và một cái thằng nữa vừa nãy nó hỏi một cái câu hỏi như thế này. Bây giờ nó bảo là hiện nay công an Việt Nam đang truy nã Lisa Phạm và cái thằng Đào Minh Quân, liệu đã bắt được chưa? Bây giờ tao trả lời mày một cái điều như này, mày ngu si đần độn. Mày hỏi câu đó mày hơi ngu ở cái như này. Truy nã nó không phải vấn đề đã dẫn độ nó từ Mỹ về được hay chưa, nhưng có một cái như thế này, những thằng dân chủ Việt Nam là những thằng phản động nào hiện nay lại liên lạc với lại cái con Lisa Phạm và cái thằng tổng thống tự xưng Đào Minh Quân, đúng không? Thì người ta sẽ khép vào được cái tội, đúng không? Liên lạc với những kẻ truy nã, hiểu không? Thì người ta mới khép được vào những tội đấy. Bằng Nguyễn cho anh trả lời luôn cái người này. Anh trả lời rất là đấy. Thế là mình vẫn cứ lịch sự thì mình vẫn cứ gọi là bạn. Đấy, như là nếu như bạn muốn tìm hiểu cái vấn đề này thì bạn hãy vào cái clip của luật sư Trịnh Quốc Thiên ở cái kênh Phố Sao TV. Đấy là một là nhân vật, là một nhân vật. Nhân vật thứ hai nữa là cái người có một cái tên gọi là nhà báo coi như là gì Khải ta? Khải Đào. Khải Đào. Thôi. Bạn hãy vào cái clip đó của Khải Đào và các bạn sẽ coi như là hiểu rất là cặn kẽ, bởi vì đấy là những cái tiếng nói của chính những người ở coi như bên Hoa Kỳ, và coi như người ta nói theo luật pháp Hoa Kỳ đó, thì các bạn sẽ rất hiểu là rất rõ. Bởi vì tôi là người cũng rất là chịu khó nghe và rất chịu khó đọc và rất chịu khó tìm hiểu, thì coi như tôi nói với bạn là bạn hãy vào cái trang Phố Sao TV và sẽ xem một cái nhân vật gọi là luật sư Trịnh Quốc Thiên ở Washington DC đó, và nhân vật Khải Đào là người ta phân tích rất rõ về cái vấn đề đó nhá. Thế còn thì bây giờ có thể là mình xuống để xem mà có thể là AQ nếu mà hiểu được và biết được thì trả lời coi như với mọi cộng đồng nghe xem là có nên mình hỏi là câu hỏi của mình là có nên tin vào cái chính phủ của ông Đào Minh Quân, hoặc là những cái triều đại Việt, hoặc là cái gì đó, những cái chính phủ tự xưng nó không, mà coi như là cứ suốt ngày coi như đảo chính. Và khi mà đất nước Việt Nam mà để cho những cái kẻ đó mà lãnh đạo ấy, thì coi như nó có trở thành một nồi cá meo, hay là coi như nó trở thành coi như đất nước chúng ta lại sẽ trở về trước năm 1975. Bởi vì tôi là người đã coi như chứng kiến lịch sử vào cái thời điểm đó. Vậy tôi chỉ hỏi có vậy. Nhất là Trần Siêu đang nóng lòng thì các anh chị hãy ngồi lắng nghe AQ nói vài phút thôi nha. AQ sẽ trả lời. Trả lời trước tiên AQ trả lời cái câu của anh cư xấy như trong trước, rồi anh sẽ trả lời chủ yếu và những câu hỏi của anh Vinh Đỗ mới đưa ra. Thì cái câu trả lời của anh cư xấy như trong như vậy. Anh cư xấy như trong chỗ AQ là một người chuyên môn chụp mũ này chụp mũ nọ, nhưng AQ nói một điều như vậy, AQ không bắt buộc hay là không yêu cầu và không có quyền mà là đuổi ai bất cứ hay là nói ai bất cứ là nên đi về Việt Nam ở chỗ này kia. Cái đó không phải cái luận điệu của AQ. Cho nên AQ muốn lặp lại, AQ chỉ muốn nhắc là chỉ có những người ngu si đần độn mới chui vào trong cái đống cước. Khi mà thấy cái đống cước đó nó thúi, mình không nên chui vào. AQ nói như vậy thôi. Mọi người hiểu chỗ nào đó thì hiểu. Rồi AQ trả lời xong cái câu hỏi của anh cư xá. AQ muốn tập trung hết mấy phút này để trả lời những câu hỏi của anh Vinh Đỗ về cái chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời mà mọi người đang đề cập tới ngày hôm nay. Cái tin tức của anh Vinh, anh nghe từ cái kênh của Nửa Vòng Trái Đất và của KBC Hải Ngoại, thì hai cái kênh đó, người nào làm chủ, họ là thành phần nào thì các anh chị cái tự đi tìm hiểu. EQ không muốn nói nhiều. Đó là tại sao những cái tin tức đó nó đưa ra như vậy, là tại sao, là do một người nói, người đó là ai. Đã là xong câu hỏi nha. Câu thứ hai EQ trả lời về Angela Phan. Cái vụ Angela Phan đóng cửa là như vậy. Văn phòng của Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời không phải nằm ở San Diego, có nghĩa là cái tư gia hay là cái chuyện là cái chỗ làm ăn nhỏ nhỏ gì đó của cô Angela Phan là ở San Diego, thì rất nhiều người nhà báo và nhiều người dư luận viên đã đến làm phiền gia đình của người ta, cho nên bắt buộc người ta phải đóng cửa đi và dời đi. Chuyện gì đó là chuyện riêng tư của người ta. Còn riêng văn phòng của Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là ở dưới CNN nè, là không có những cái chuyện mà bỏ chạy trốn nha. Ở Mỹ này cái luật là ra luật, anh phạm tội là anh phải ra hậu tòa, anh không có chạy đi đâu được cả, trừ trường hợp anh động thổ thôi, không thể nào chạy trốn. Cho nên những cái luận điệu xuyên tạc mà nói về ông Đào Minh Quân mà phải chạy trốn là chuyện đó không có, không thể nào chạy được. Các chị lắng nghe đi. Một, chính phủ đường đường người ta 28 năm, nếu người ta có làm sai bất cứ điều gì, nếu người ta là khủng bố thì thằng Mỹ, thằng FBI nó đã bắt rồi. Còn nếu nó mà không bắt, có nghĩa là sao? Nó đã hậu thuẫn ở đằng sau. Thì hai cái giả sử kêu đưa ra. Không, cái điều này là hoàn toàn không đúng. Ở cá nhân rồi thì chính phủ của ông Đào Minh Quân, tức là gửi tiền vào ở về Việt Nam để mà cho những cái bọn dân chủ ấy, người ta khủng bố mà bọn chúng nó đã khai ra hết rồi, đúng không? Chứ còn bây giờ ví dụ như cái chuyện mà bây giờ hiện nay tôi nghĩ rằng là chính phủ Việt Nam sẽ hợp tác với chính phủ Mỹ khi quan hệ hai nước rất là tốt, thì nói chung cái chuyện ông Đào Minh Quân, Lisa Phạm các thứ thì sẽ bị moi ra. Còn hiện nay là cái theo tôi nghĩ rằng đã có cái sự liên hệ đấy rồi. Còn cái chuyện phía Mỹ xử lý như thế nào thì đó là cái chuyện của nước Mỹ. Thì rồi để anh kia nói tiếp là thì các anh chị đã thấy một cái tin tức một nhà báo của CNN đã đưa ra và nói về cái chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đúng chưa? Thì ngay lập tức 2 tuần lại sau thì phía bên chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đã có mời nhà báo Reuters, là một nhà là gọi là một cái kênh gọi nhà báo nổi tiếng của thế giới, Reuters không? Mọi người biết không? Và những nhà báo riêng của Mỹ đã tới phỏng vấn riêng. Nếu các anh chị nào chưa nghe cuộc phỏng vấn đó thì EQ sẽ xin phép mọi người là EQ sẽ đưa cái link đó cho mọi người xem ở bên YouTube. Cho nên mọi người đừng có bao giờ nghe một chiều rất là hay, và nhất là những tin tức từ những cái tin tức từ cái kênh mà của KBC Hải Ngoại. Tôi nói với này AQ này, bây giờ ví dụ này, nhiều khi chúng tôi nghe thì phải nghe 2 tai và sau đó có cái đầu phân tích. Cái chuyện mà ví dụ là anh Vinh hiện nay vừa rồi nhá, anh ấy đưa cái tin là ví dụ như quả tin quả Nửa Vòng Trái Đất hoặc quả KBC Hải Ngoại hoặc là do coi như là Phú Cô Sa người ta phỏng vấn, đấy là anh đưa tin đó đó thôi. Còn cái chuyện chúng tôi tin hay không thì chúng tôi phải phân tích và phải nhiều rồi. Cái thông tin khác nữa. Đấy, đồng ý. Không phải là người Việt Nam chúng tôi tin ngay thôi. Đồng ý thì EQ muốn nói đó là những cái thắc mắc mà các anh chị hỏi. Ông Đào Quân là hiện đang ở đâu? Ông vẫn còn ở đây, và ông ngày hôm kia ngày 2 tháng 9, ông đã ra cái tượng đài mà bên đây, cái tượng đài kỷ niệm cho các chiến sĩ liệt vong đó, thì ông đã có những cái cuộc phỏng vấn và nói chuyện với ông Vũ Hùng Lân một lần nữa, và những cái tổ chức đó họ đã quay phim và đưa lên trên YouTube. Các anh chị nào chưa có xem thì EQ được mạng phép đưa lên. Thôi rồi, bây giờ này, thôi đó. Cái vấn đề nhá, EQ nói về ông Đào Minh Quân, tôi trả lời ông Đào Minh Quân. Cái vấn đề ông Đào Minh Quân này, đó là một tổ chức lừa đảo. Rồi, bây giờ này, ngay kể cả nhá, tôi chỉ cần dẫn chứng này thôi, gửi tiền về, bắt đầu phong cho cái vụ mà Việt Nam đã đưa ra xét xử ấy. Và coi như là cái vụ mà coi như vừa rồi khủng bố, nghe chưa? Lừa bịp những người dân, người ta không hiểu biết, cái phong người ta chức tỉnh trưởng nọ, tỉnh trưởng kia, nghe chưa? Rồi là bắt đầu người ta đưa người ta vào phòng lao lý. Thì bây giờ ông Đào Minh Quân đã giúp được những người chuẩn bị. Tôi nói cái chuyện mà ném bom vào công an phường 12 quận Tân Bình. Đấy, hoặc là một số cái vụ trước kia người ta xử 14 16 năm tù. Ông Đào Minh Quân lừa đảo. Rồi đâu có giúp người ta được cái gì không, đúng không? Rồi, ai kia sẽ giải thích chỗ này. Chính một cái tổ chức ok, ở Mỹ hiện nay là Triều Đại Việt, họ đã xác nhận trên đài là thành viên của họ đã quăng bơm vào cái quận 12, quận Tân Bình đó, phường 12 quận Bình, mà ngày hôm nay các anh chị ngồi đây vẫn cho là của ông Đào Minh Quân thì AQ hết lời. Không, bây giờ này, cái chuyện đấy còn xét xử thì bọn nó khai ra thì chúng tôi sẽ biết tin tức. Hiện nay tin tức công an nó nói, nhưng mà cái vụ ném cái bom xăng vào cái kho mà giữ cái dữ liệu ấy, giữ cái mấy cái xe máy ấy, người ta giữ ở công an Đồng Nai, và coi như là và đặt bom xăng ở sân bay Duy Nhất thì có ai? Có ông Đào Minh Quân đúng không? Rồi xong chưa? Và sau đó người ta bị coi như là 14-16 năm tù, ai chịu? Đúng không? Chỉ lừa đảo mà không làm được điều gì hết. Khoan, rồi AQ sẽ trả lời chỗ đó nốt. Các anh chị rất là hiểu làm cái vụ này. Đúng, những chuyện đó xảy ra có tổ chức, nhưng đó là của cái chương trình Ba Sạch của chị Lisa. Ba Sạch của chị Lisa đã làm hai cái điều đó, và chính những người đó cũng... Đào Minh Quân, đừng có bênh Đào Minh Quân. Bây giờ, công an Việt Nam đã điều tra ra rồi, và hiện nay đang phát lệnh truy nã. Không phải. Đấy, đừng có đinh. Tôi nói để AQ tại... Không có, đừng có bênh đông Đào Minh Quân, công an Việt Nam người ta mà các không phải anh Bằng. Bây giờ AQ nói điều này nè, mọi người cho là AQ nằm trong cái chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời của ông Đào Minh Quân, thì tại sao mọi người không lắng nghe AQ và để AQ nói lý luận đàng hoàng? Vì Lisa và về bên chính phủ quốc gia Việt Nam thời không bao giờ làm chung, và chính Lisa cũng đã xác nhận điều đó, họ không bao giờ làm chung và không phải là một tổ chức. Những chuyện đó là do Lisa, chương trình Ba Sạch của chính sách Ba Sạch của Lisa, cho nên cái chuyện đó các chị hiểu lầm cái chỗ đó. Bên ông Đào Minh Quân có một cái gọi yêu cầu duy nhất là trưng cầu dân ý, ngoài ra ông không kêu gọi bất cứ một điều gì. Nếu có một điều gì sai AQ rồi, AQ chị xong đó. Mà trong khi đó, ví dụ những cái thằng mà bị bắt ở đây, cuối cùng nó đổ cho ông Đào Minh Quân, đúng không? Rồi, đấy. Cái chuyện mà bị bắt mà đối thừa, cái đó nó rất là dễ. Mà cái vụ ông Vương Văn Thả thì do ai? Có rồi, xong cho Đào Minh Quân không? Rồi, đúng luôn. Ok, đây kêu nói cái vụ Vương Văn Thả nè, Antinodop nè. Các anh chị hiểu ông Vương Văn Thả trước khi mà ông Vương Văn Thả, ông biết về cái chính phủ quốc gia Việt Nam thời, biết ông là ai không? Ông là một người đã từng ở tù vì đã không thích cái chế độ cộng sản, cho nên ông đã đi ở tù trước. Để kêu nói xong nha. Thì sau khi ông ra, đúng, thì sau khi ông ra tù thì ông mới tìm một cái thế lực nào đó ở hải ngoại, nhất là những người Việt Nam Cộng Hòa, vì cái lá cờ là ông muốn tìm cái phao để ông nếu. Thì ông lên trên YouTube, ông đã tìm thấy cái tên chính phủ Việt Nam, quốc gia Việt Nam lâm thời, thì ông đã vào. Ông kêu gọi, cái nghĩa là ông muốn dựa theo cái hơi cái phong trào 30 tháng 4 2017. Đó, thì ông mới dựa theo, thì lúc đầu ông đi đúng con đường, ông kêu gọi trưng cầu dân ý, nhưng sau mà gần tới ngày 30 tháng 4 thì ông quá nóng lòng, ông sai lầm cái chỗ đó, ông kêu gọi xuống đường đốt xe, và ông lợi dụng những câu nói của ông Đào Minh Quân để ông nói là các người đốt đi rồi chính phủ sẽ trả tiền. Ông Đào Minh Quân không bao giờ nói chuyện đó, cho nên các anh chị phải cái hiểu lầm là cái chỗ đó. Tại thôi rồi, thôi được rồi, nói hôm nay bênh bờ Đào Minh Quân như thế rồi, để cho mọi người lên nhé. Rồi mời anh Trên Siêu. Alo. Ôi giời, nói dài quá. Nói vừa nói ngắn gọn thôi, tôi chỉ lên phút thôi. Phút đến hơn phút là cùng thôi. Tôi chỉ nói cái thứ nhất ấy, là nói về cái vấn đề là họ mà một số các anh Ba Que, các anh vẫn cho là Việt Nam phụ thuộc kinh tế với Trung Quốc. Đấy là cái luận điệu xuyên tạc của các anh ấy. Tôi phải nói cho các anh biết là này, cái vấn đề xuất nhập khẩu nói là chênh lệch nhập siêu thôi. Về vấn đề nhập siêu thôi. Còn ví dụ Mỹ với Trung Quốc cũng nó là do nhập siêu, mà hiện tại bây giờ Mỹ cũng phải tìm cách nào để cho giảm bớt cái vấn đề nhập siêu thôi chứ chả thằng nào phụ thuộc thằng nào cả. Tôi nói thẳng cho anh biết, anh làm ra hàng tôi mua và tôi làm ra hàng anh mua, okay, đó là vấn đề giao thương phải với nhau. Đấy, chứ không phải phụ thuộc, bằng chẳng việc gì phải phụ thuộc vào thằng nào cả. Đấy nói thế. Còn nói về nhập siêu, đành rằng nếu như đóng cửa thì hai bên cùng khó khăn. Nhưng mà vấn đề nhập siêu nó có chênh lệch thì ta làm sao chính phủ Việt Nam phải giảm bớt với nhập siêu. Đấy là vấn đề đấy nhá. Vấn đề thứ hai là các anh nói rằng là Trung Quốc có cái ý đồ này nọ các thứ để nó chiếm Việt Nam. Tôi nói cho các anh biết này, bây giờ các anh mới nhìn thấy nó đã quá muộn rồi. Okay. Việt Nam nhìn thấy từ khi chưa có cái camera. Rồi anh cứ nói. Để tôi nói cho anh vâng. Việt Nam nhìn thấy từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa thành lập. Tôi nói cho anh biết đấy, mưu đồ của Trung Quốc là cái Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhìn thấy từ lúc Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa thành lập. Tôi nói cho anh biết là như thế. Lý do tại sao thời kỳ ngày xưa khi quân Tưởng Giới Thạch sang bên biên giới Việt Nam, Bác Hồ đã nhìn thấy rõ là mưu đồ của Trung Quốc dùng quân Pháp đánh đuổi quân Tưởng Giới Thạch. Đấy, đây là cái mà Việt Nam đã nhìn thấy từ trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập. Lúc đó quân Tưởng còn chưa bị thua, chạy ra đảo Đài Loan, mà lúc đó Đảng Cộng sản Trung Quốc còn chưa thành lập, là nước Việt Nam người ta đã nhìn thấy cái mưu đồ của Trung Quốc rồi. Các anh khỏi cần phải nói đến đây. Các anh nhìn thấy bây giờ thì nó quá muộn rồi. Bây giờ mình thấy nó quá muộn rồi. Nói cho anh bị hiểu là như thế nhá. Đấy. Và một tin tức nữa, tức là khi mà quân giải phóng chuẩn bị giải phóng Sài Gòn bây giờ thì cũng có một cái sự liên hệ với cái ông Tổng thống Dương Văn Minh. Vâng, bảo tức là Trung Quốc nói là các ông cứ rút quân về miền Tây đi, chúng tôi sẽ yểm trợ cùng với bọn Phú Quốc cái thời gian bây giờ. Nhưng ông Tổng thống Dương Văn Minh nói là tôi đã làm một lần làm tay sai cho Pháp rồi, và sau đó làm tay sai cho Mỹ, thì chả lẽ mà tôi lại làm tay sai cho Trung Quốc nữa. Thành cùng ông ấy không nghe. Đấy. Rồi. Mình đã nhận được mưu đồ rồi. Rồi. Vâng. Bây giờ cái này, cái vấn đề nữa tôi nói để cho các anh biết này, để cho các anh A Quy hiểu này, cái chính phủ của Đào Minh Quân của các anh mang tiếng là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa gì đấy, đệ tam đệ tứ ai công nhận cho các anh? Mỹ có công nhận không? Mỹ mà đã công nhận cái chính phủ của Đào Minh Quân thì không bao giờ chơi với lịch chính phủ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nữa. Đấy, Mỹ chỉ chơi với một chính phủ chứ không bao giờ chơi với hai chính phủ của một nước. Nói cho anh biết là như thế nhá. Đào Minh Quân chỉ thành lập ra một cái chính phủ ở bên nước Mỹ, không khác gì thành lập một công ty. Ở Việt Nam chúng tôi cũng thành lập được cái công ty đó. Tôi nói cho anh biết đấy, kể các anh có thành lập có 100 hàng nghìn cái chính phủ công ty đó thì cũng chẳng làm gì được đất nước Việt Nam của chúng tôi. Đấy là tôi trả lời thẳng cho các anh biết là như thế. Còn cái việc nói là người ta chỉ là để nói thôi, chứ còn Đảng Cộng sản người ta coi cái loại chính phủ của ông không khác gì một đàn chó hoang, không qua chờ các anh, không bao giờ coi như là nhòm ngó đến các anh. Chỉ có người dân chúng tôi quan tâm đến các anh mà thôi. Các anh chỉ xứng đáng nói chuyện với những người dân chúng tôi. Còn Đảng Cộng sản Việt Nam người ta thèm gì nhòm ngó đến cái loại đó. Còn cái việc vấn đề mà các anh có vấn đề khủng bố hoặc là dùng đồng tiền để mua chuộc người trong nước khủng bố đất nước Việt Nam thì người Việt Nam, chính phủ Việt Nam người ta lên án. Còn chính phủ Mỹ công nhận hay không công nhận là quyền của chính phủ Mỹ. Đấy đó, nó nói thế thôi. Còn người ta cảm thấy là phạm vào luật pháp Mỹ người ta sẽ xử trí, còn không phạm vào luật pháp Mỹ thì người ta chưa xử trí, người ta cứ để ở đấy đi. Nhưng mà tôi dám nói một câu rằng là nếu như sau này Việt Nam và Mỹ thân thiện hơn thì các anh không còn đường sống. Đấy, tôi nói cho biết, với bước đường phát triển giữa Việt Nam và Mỹ làm bạn với nhau càng ngày càng thân thiết. Khi đã thân thiết như Việt Nam với Nhật Bản rồi nhá, Mỹ và thân thiết với Việt Nam như Việt Nam thân thiết với Nhật Bản rồi nhá, thì các anh, cái chính phủ của các anh không còn đường mà sống, không còn chỗ để mà chui. Tôi nói cho các anh biết, đấy là cảnh báo cho các anh biết trước. Còn những cái vấn đề gì người Cộng sản người ta nhìn thấy trước các anh hàng bao nhiêu năm nay rồi, chứ mà bây giờ người ta mới nhìn thấy. Kể cả đối với Trung Quốc, tôi dám nói các anh đấy, người ta nhìn thấy cái ý đồ của Trung Quốc từ trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập năm 49. Tôi nói cho anh đấy là cái chứng minh cho các anh thấy. Đấy, khi quân Tưởng tràn sang biên giới Việt Nam, các anh có hiểu là vấn đề đó các anh đã nhìn thấy chưa? Các anh đọc lại, nhìn lại lịch sử đi. Chính Đảng Cộng sản Việt Nam do Bác Hồ lãnh đạo đã dùng quân Pháp đuổi quân Tưởng ra khỏi biên giới Việt Nam. Đấy, nói cho các anh biết thế. Đấy là người ta nhìn thấy. Cái vấn đề là nguy cơ Trung Quốc là như thế thôi. Tôi chỉ nói sơ thế thôi, và nói là nói thẳng và nói ngắn, không dài dòng. Trả lời thẳng cho các anh dễ hiểu. Đấy, nhìn thấy các thực tế mới dễ hiểu thôi. Tôi xin chào anh và xin chào mọi người nhá. Vâng, xin chào anh Trần Triệu. Vâng, anh Vinh Đỗ. Một cái tin này nữa này, các bạn hãy vào cái trang Đấu Trường Tự Do Dân Chủ đa chiều. Còn có một cái tin là coi như Đào Minh Quân về nước coi như để chỉ đạo trực tiếp để chống phá Việt Nam. Vậy thì bây giờ tôi hỏi A Quy thêm một lần nữa, một câu nữa, nói như A Quy vừa rồi, rất nhanh thôi. Nói như A Quy vừa rồi, tức là coi như là chính phủ Mỹ đang đứng sau coi như là chính phủ Đào Minh Quân, đúng không? Tôi chỉ hỏi đúng một câu như vậy thôi. Nếu như ấy thì để coi như chính phủ Việt Nam coi như biết đường, coi lo liệu, và coi như có những tin hiện nay đang rất hot như vậy, coi như chúng ta bàn đến những cái chuyện đó đi. Coi như còn những cái chuyện mà Trung Quốc cũng kiếp thì coi như chúng ta sẽ tính sau. Coi như bây giờ tin này là đang rất hot, coi như là tôi dám nói lên trên mạng, tức là coi như tôi có căn cứ và tôi có những cái đường link coi như để bảo đảm cho cái tính xác thực của tôi. Vậy thì coi như là tôi hỏi như vậy là AQ đã xác nhận rằng coi như là hiện nay coi như là chính phủ Đào Minh Quân đang coi như được hậu thuẫn của chính phủ Mỹ, có đúng như vậy không? Coi như là AQ xác định cho tôi cái câu này, coi như và hết ý kiến tôi xuống. Vâng, rồi sao coi cái thằng Đào Minh Quân nó như rơm như rác này. Rồi mời Trung Vũ này. Có xi nhê gì, có mỗi cái chuyện biểu tình ở bên chỗ mà tượng Trần Hưng Đạo gì đấy, mà coi như là Đào Minh Quân coi như cũng phải lên chiếm diễn đàn, chửi nhau như ngoé tin. Anh chị em trong diễn đàn nha, trừ bao que ra nha. Hồi nãy giờ em có nghe anh mời IQ lên nói chuyện phải không? Đó thì đó là những cái lời lẽ xuyên tạc. Thật sự ha, anh khỏi cần nói, tất cả các anh chị em trên diễn đàn thừa biết IQ là ai. Và IQ đó thuộc tổ chức nào ở Mỹ rất là rõ rồi. Vấn đề đó em khỏi cần nói lại mất thời gian. Nhưng mà cái vấn đề mà em nói là mục đích của chú em IQ này lê lết lên các diễn đàn này diễn đàn kia của tất cả các anh chị em trong nước là để làm gì? Thứ nhất là để thu thập tin tức những gì ở bên Việt Nam xảy ra. Từ chỗ đó nó mới dùng những cái tin đó nó xuyên tạc lại đảng nhà nước mình. Cái thứ hai đó là nó lên nó lên chủ yếu là nó muốn đánh bóng tên tuổi nó để cho mọi người biết tới nó. Tại sao nó không lập cái diễn đàn riêng của nó ra mặt để nó nói chuyện, để cho mọi người lên phản hồi? Nó đâu dám, phải không? Chứng tỏ là con người của nó như thế nào. Đó thì khỏi cần nói, tất cả anh chị em đều biết nha. Đó, còn cái vấn đề Đào Minh Quân rất là rõ rồi. Chính cái đài Nửa Vòng Trái Đất TV đã đòi phỏng vấn ông ta rất là nhiều lần, nhưng ông ta trốn tránh, không dám gặp, không dám cho phỏng vấn. Đó. Rồi cái văn phòng của ông ta ở San Diego đã đóng cửa rồi. Thì cái lý do đóng cửa thì đài Nửa Vòng Trái Đất đã tới nơi quay phim, quay vô trực tiếp. Đó. Thì cái vấn đề ông ta trốn tránh hay là cái gì đó thực sự bây giờ chưa biết, chưa rõ, mình không dám nói nha. Còn cái vấn đề IQ nói Mỹ chống lưng cho tổ chức của Đào Minh Quân, đó là cái luận điệu láo khoét, xuyên tạc, không bao giờ có. Tôi dám bảo đảm cái vấn đề đó. Mỹ không có ăn, chính phủ Mỹ không phải là ăn ở không hay là ngu mà để đi chống lưng cho một cái thế lực chẳng ra gì. Anh thấy không? Vớ vẩn, rơm rác. Đó, chẳng ra gì, rơm rác. Đó, cho nên đó là những lời xuyên tạc của AQ. Thì anh chị em phải sáng suốt, đừng có nên tin những lời bịa đặt của AQ. Đó. Thì thôi, vấn đề AQ những cái vấn đề mà AQ đưa ra đó thì tất cả các anh trước đã trả lời hết rồi, em khỏi cần nói ha. Thì sẵn đây anh Bằng làm ơn cho em mượn diễn đàn vài phút nha. Rồi cứ nói thoải mái. Dạ, để em có vài lời để em gửi tới những người bạn hiện giờ có trong diễn đàn của anh nè. Thì em có khoảng mười mấy người bạn anh. Đó, họ inbox em. Họ hỏi vấn đề là của anh Lại Minh. Ý này em nói hơi hoài lệ chút nha anh Bằng nha. Ok. Đó, dạ.